Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với series Cội nguồn CS của TechMelly. Thì cái series này sẽ bao gồm khoảng tầm từ 10 đến 12 chapter. Với chapter đầu tiên này, chúng ta sẽ đi đến những cái tính chất cơ bản của CS. Mặc dù cho chúng là những cái cơ bản đi, nhưng mà nó chính là những cái nền tảng cốt lõi để các bạn có thể đi xa hơn được với CS. Cho dù bạn là một người mới hay là một người đã có kinh nghiệm đi làm rồi ấy, thì vẫn hãy nên xem cái chapter này để đảm bảo rằng các bạn có một cái nền tảng kiến thức vững chắc về những cái định lý của CS. Ok, đầu tiên ta sẽ đến với phần style rule. Style rule là gì các bạn hãy bắt đầu. Các bạn hãy thử nhìn xem đoạn code dành cho trẻ con dưới đây đúng không? Wait a minute. Mình có một đoạn cái class name là mang tiền về cho mẹ với các cái kiểu là color và background, color và font size ở đây. Toàn những thứ tính rất là cơ bản. Thì chắc là ai cũng sẽ biết là nó để làm gì đúng không? Thế nhưng mình có 5 câu hỏi để hỏi các bạn để coi các bạn nắm chắc đến đâu những kiến thức cơ bản. Đầu tiên đó là property của những đoạn code này là gì. Thứ hai đó là phần selector của nó là gì. Tiếp theo đó là float declaration của nó là như nào. Và câu hỏi thứ tư đó chính là cái rule của nó là gì. Và câu hỏi cuối cùng dễ nhất đó là cái unit trong này là gì. Các bạn hãy dành tầm 30 giây để suy nghĩ và dừng lại video 30 giây suy nghĩ và sau đấy quay trở lại nhé. Ok, nếu các bạn đã xong 30 giây rồi ấy, thì bây giờ sẽ chính phần đáp án. Nếu có sai đừng có ngại nhé, tại vì mình đang đi từ những bước đầu cơ bản mà. Đầu tiên, trong cái đoạn code này chúng ta có 3 property, đó là color, background color và font size. Còn selector ấy, thì nó sẽ là đơn giản đúng không? Nó chính là cái class mang tiền về cho mẹ ở đây. Còn cái float declaration, nó chính là phần color green. Thì một declaration nó là bao gồm có một cái property và một cái giá trị ở đây. Thì property chính là color đúng không? Giá trị chính là green. Và đến câu hỏi thứ tư là những câu hỏi mình nghĩ sẽ là sai rất là nhiều người. Đó chính là rule của cái đoạn code này là gì? Thì thực ra câu hỏi trả lời đó chính là toàn bộ phần này. Một cái rule ấy, nó đơn giản là tập hợp những cái declarations và nó sẽ hướng tới một hoặc nhiều thằng selector ở đây. Và cuối cùng câu hỏi dễ nhất đó chính là unit đúng không? Unit thì ở đây nó chính là RAM thôi. Thì những các bạn thấy trong thực tế điển hình ấy, sẽ có những cái unit điển hình nó như kiểu là pixel này, phần trăm này, RAM này, M này, rồi VH, VVK đúng không? Đấy. Đấy toàn bộ phần style rule của chúng ta cơ bản thôi. Còn tiếp theo ta sẽ đến với phần media query. Chắc hẳn bạn cũng biết đó là chúng ta có vô số thiết bị để có thể lướt một cái website đúng không? Từ iPhone 13 Mac Pro, Z Fold, iPad, laptop, desktop, TV, đủ thể loại một kích thước. Thì để chiều dân chúng ấy thì CSS đã có một tính năng gọi là media query nhằm kích hoạt hoặc áp dụng những cái CSS này tương ứng với tỷ lệ màn hình tương ứng. Thì đấy, tuy nhiên cái phần responsive design là một cái phần khá là lớn và cần nhiều kiến thức chuyên sâu ấy, nên ở phần đầu này ấy, mình sẽ chỉ gọi là đảo qua để mọi người có thể nắm bắt những cái khái niệm cơ bản của nó. Thì trong code ấy, các bạn có thể thấy đó là các bạn sẽ có một cái điều kiện if else hoặc là then something đúng không? Thì giả sử như kiểu là nếu các bạn thỏa mãn một cái điều kiện gì đấy thì các bạn sẽ làm một điều gì đấy. Thì trong CSS nó cũng tương tự như thế. Đây là một phần ví dụ kiểu là các bạn có một cái method, một cái media query và các bạn đảm bảo một cái điều kiện gì đấy đúng thì cái code CSS ở trong này sẽ được áp dụng nếu thỏa mãn điều kiện đấy. Ok, mình sẽ lấy một cái ví dụ thực tế cho các bạn xem dễ hiểu hơn. Ở đây mình có một đoạn code đơn giản, nghĩa là mặc định ở những cái màn hình lớn khoảng tầm từ laptop hoặc là desktop trở lên ấy thì background nó sẽ là màu trắng. Nhưng chỉ cần từ cái màn hình, cái chiều dài của màn hình của mình ấy nó nằm trong khoảng từ 0 đến 720 pixel ấy
thì nó sẽ chuyển qua màu tím ở đây, các bạn có thể thấy đúng không? Nhưng mà quay vượt quá hơn 720 nó sẽ trở lại màu trắng như bình thường. Thì nếu các bạn mà có một câu hỏi nhanh vì sao đó là vì sao đây là cái một cái màn hình như thế này nhưng mà nó vẫn có thể áp dụng được cái media query ở đây đúng không, thì đây mình nói tóm gọn, đây là cái cơ chế của một cái iframe. Thì một cái iframe nó các bạn hiểu nó là một cái embedded HTML document nằm trong ngay một cái HTML document chính. Cái hiểu đơn giản nó là một page trong một cái page. Nên vì thế là khi bạn resize hai cái window này, như phần code và phần preview ấy, thì chính là bạn đang resize cả một page luôn. Vì thế đó là cái media query này nó sẽ được chạy trong cái ngữ cảnh của cái embedded page này. Nên vì thế là chỉ cần nó bé hơn 720 ở trong cái này thôi thì nó đã ăn luôn cái này. Đấy. Ok, hồi mình mới bắt đầu ấy thì mình cứ hay lầm tưởng là ok, cái này cái mark width 720 pixel này đúng không? Nó giống như một thằng declaration trong CSS đúng không? Có property là mark width đấy và value là 720 pixel. Nhưng mà thực ra ấy, cái việc này nó chỉ là một sự trùng hợp giữa cái media feature name của nó với là một cái thuộc tính trong CSS thôi. Thì mình sẽ chứng minh cho các bạn bằng cách đó là mình sẽ bỏ cái body này, mình sẽ thêm một cái nó font size 14 pixel đúng không? Nhưng mà giả sử bây giờ mình có điều kiện đúng không? Mình đặt điều kiện đó là khi mà font size 14 pixel thì background color chuyển không? Không, background color không chuyển, các bạn có thể thấy đúng không? Mình làm gì nó không chuyển. Thì các bạn nó không phải là một cái media feature. Thì nó hiện tại sẽ có một cái list media feature, các bạn có thể lên Google search của nó có khá là nhiều thứ, nhưng về cơ bản nó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Ok, ta sẽ khởi động tiếp theo với những cái ví dụ nó mang tính thực tế hơn một chút. Đó là trong những cái dự án mình hay làm ấy, thì cái việc mà media query này có một cái mà được làm rất là nhiều, đó chính là cái việc mà để ẩn hiện những cái nội dung phù hợp đến với từng kích thước của màn hình ấy. Thì các bạn xem đây, ví dụ như thế này. Đây, mình có một cái nắp, một thanh nắp bar như thế này và nó có đầy đủ các thông tin đúng không? Nhưng khi mình kéo nhỏ lại đây, kéo nhỏ lại nữa. Đấy, các bạn thấy không? Thì đây chính là đấy, nó sẽ biến đổi những cái cũ thành những cái mới như thế này. Nó biến thành từ một thanh nắp bar thành một cái hamburger và ấn sổ ra như thế này đúng không? Thì đấy là những cái mà mình nghĩ đấy là một cái case rất là điển hình so với điểm làm cái media query này đúng không? Thì ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình làm một ví dụ nó trong code luôn cho các bạn xem đúng không? Mình sẽ có một cái HTML index đây đúng không? Mình sẽ có hai thẻ H1, một thẻ là màn hình to, một thẻ là màn hình bé đúng không? Màn hình to nó hiện tại màn hình to nó sẽ hiện hello there đây này. Bây giờ mình sẽ chuyển qua màn hình bé thì nó sẽ hiện ra như thế nào. Đấy, các thấy không? Cái to nó ẩn đi và cái bé nó hiện lên đúng không? Đấy, nó sẽ như thế này. Thì nó cũng khá đơn giản thôi. Ở mặc định thì màn hình to nó của mình ấy, thì những màn hình to của mình đúng không? Thì nó sẽ được hiển thị lên ở đây với cái background là sky blue. Nhưng khi mà mình co lại, mình co bé lại đúng không? Nó bé hơn 720 ấy thì màn hình bé sẽ được hiển thị ở đây. Màn hình bé sẽ hiển thị ở đây và rõ ràng ra. Thì đấy là những cái phần về cơ bản về phần media query. Ok, tất cả cũng chỉ là những cái màn rào đầu thôi. Ở phía sau mình còn rất là nhiều thứ sâu hơn nữa, nên vì thế đó là các bạn mong các bạn hãy nắm chắc những cái thứ cơ bản như thế này ban đầu nhé, để về sau mình có thể đi xa hơn. Và ok, nếu tập video này các bạn thấy hay và bổ ích ấy, thì các bạn hãy like, share, subscribe và đảm bảo sắp tới những tập sắp tới cũng sẽ càng ngày càng thú vị hơn như thế này, và các bạn hãy đón chờ nhé. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.